Cuối cùng thì anh em đánh giá xem vừa này như thế nào. Ok. Sáng sớm thức dậy để edit. Vì do quá là đói, đói muốn chết luôn, nên tôi chỉ có thể lết xuống dưới tầng để kiếm gì đồ ăn. Đang lết xuống cầu thang thì tôi phát hiện một con rán. Do quá đói rồi nên tôi quyết định đứng dậy và đến chỗ tủ lạnh và kiếm gì đồ ăn. Và giờ tôi mới ở đây để edit tiếp cho anh em đấy. Thì hồi nhỏ ai cũng muốn mình trở thành siêu anh hùng để có thể giải cứu thế giới, chứ không phải giải cứu sự lười biếng của bạn khi không cả ấn vào được nút subscribe. Thế nên anh em giúp mình nhé. Nhưng mà đến cái thời đại 4.0 lúc này thì thứ chúng ta giải cứu không phải là thế giới, mà là thế hệ trẻ ngoài kia kìa. Ôi giỏi ôi. Phi phai phi phụng. Nhưng mà bằng cách nào? Xong rồi. Không quá đâu. Lúc nào thế giới này vẫn còn trẻ con ngoại thì chắc chắn Free Fire vẫn tồn tại. Nghe hay buồn nhỉ. Chứ giờ biết phải làm sao. Cái này thì chắc chỉ khi lúc nào số người đăng ký trên kênh chúng đạt tới 100% thì chắc chắn nó sẽ bị mất đấy. Để làm được điều đó thì anh em chỉ cần đăng ký kênh ủng hộ mình và đừng quên chia sẻ cho những người khác biết nhé. Chứ đừng để mình giải cứu các bạn. Thì vào một hôm đẹp trời, tôi đang đi ngang qua ngách 41 xẹt 3 đường Trần Duy Hưng thì tôi nhặt được một vali tiền mặt và trong đó có 400 triệu. Đang suy nghĩ về những thứ mình sẽ mua khi cầm 400 triệu này thì bỗng đằng xa xa thì xuất hiện một bóng người đang tiến tới gần. Hello mấy cưng. Anh có phải anh Đạt 400 triệu? Oh. Không phải, anh ấy tự xưng mình là Đạt Villa Porn. Và anh ấy muốn xin lại 400 triệu để xây dựng một sân chơi cho trẻ em để có thể thực hiện những ước mơ trở thành siêu nhân của mình. Và tất nhiên là mình đéo cho rồi. Anh em biết server đấy tên là gì không? Là datvillaporn.net. Tôi đùa thôi. Thì server tôi muốn nhắc đến nãy giờ đó chính là HelloMC. Hay nếu như anh em đánh chữ qua Unikey tiếng Việt thì nó sẽ có một cái tên thân thuộc hơn, đó chính là HẻoMC. Và anh em tự hỏi nó có lag không? Có. Server có trẻ trâu không? Có. Server có hacker lỏ không? Có. Mỗi tội là không có mẹ bạn. Nếu server này nổi tiếng không phải vì ui chị mèo Samsung, hay nổi tiếng vì đó là một server của các YouTuber Minecraft, mà là anh em phải tải gói tài nguyên. Mà gói tài nguyên để làm gì? Như Free Fire để có thể thấy skin tăng đam các kiểu. Mà nếu anh em không tải gói tài nguyên thì sao? Thì anh em sẽ giống như thế này này. Mình nghĩ cầm skin nó cũng giống như khi anh em ăn nhanh hơn khi cầm được chiếc thìa hình con chim đại bàng vậy. Nếu mà muốn có skin thì phải làm cách nào? Tôi không biết. Ra hỏi chị mèo Simi. Thì có rất nhiều thứ mà tôi muốn nói đến cái server này. Còn anh em đã trải nghiệm server này chưa? Nếu mà trải nghiệm rồi thì comment cho mình biết server như thế nào nhé. Và tôi gọi nó là Oh shit, Mikey Jackson. Jävlar, han moonwalkar ut i skogen. Được thành lập vào tháng 10 năm 2019, phát triển và xây dựng bởi một team YouTube. Có tên là gì thì anh em cũng biết rồi. Và tại sao tôi lại gọi server này là server bị bóc phốt nhiều nhất? Bởi vì nó là server khuyết tật nhất mà tôi từng chơi. Được rồi anh em, vấn đề là video này tôi đã giữ được 6 tuần rồi. Và tôi cũng không muốn để ở đó cho nó mọc thêm cỏ nữa. Thế nên vào luôn phần gameplay nhá. Chúc anh em xem video vui vẻ. Và mình là Chun. Chào tạm biệt anh em. Wow. Ui. Ở đây chúng ta có hỏa quyền. Hỏa quyền. Ha. Quyền donut lao. Mẹ hỏa quyền. Đấm cái cháy xe vừa. Đi lau cái này để đi ra làm đổ nước rồi. Sao kim kiếm. Wow, pack của Dolphin như đẹp phết. Pack của Dolphin ok. Anh có cái nào miễn phí trong này không? Có cái nào miễn phí mà mang trong này không ta? Thằng nào ấy? Thằng
game tôi. 42 từ 42 đây thôi. Yeah. Tím ơi, tím mộng mơ đi. À 42. Fortune 2. Tím mộng mơ. Oh yeah. Ok. Hả? Ở gì này? Ủa? Đi rồi. Ơ. Ủa. 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 Có cái skin nào? Ủa mẹ, thay skin kiếm. Ơ, what the fuck? Chúng thử cái nào. Ui. Băng quyền. What the? Ơi chị Messi. Chị mèo simi lạ lắm. Dép lào. À cái tông cái dép tông. Dép tông. Chó, chó. Đi. Bye. Ui. Tiếng Anh à? Ôi, đúng là map bắp gì? Map Linh Quân. Linh Quân nhưng mà bắp cua. Mẹ Đô Phi có khẩu trang này trông như cái rộ móm ạ. Let go. À đây rồi. Ui. Cứu. Giết một thằng rồi. Hay quá. Ôi. What the? Được rồi. Kìa. Kìa đỏ kìa. Lập lại cái đó. Nhơn. Mày. Bố kia cứ. Chúng tôi đây. Ôi. Ôi. Đâu đi. Tôi đâu có gì để nào đâu. Mua TNT xong mua cúp nó lại rồi. Ôi. Ai không mình. Ôi. Nó có nhiều thứ lắm. Đi. Chưa phải làm sao đây. Đây. Ui. Đúng 1 giây. Bay. Chạy đi. Ô được chết. No, I can. No, điên à? Ba thằng rồi đấy. Ông Dolphin. Thôi chết. Vãi, có một thằng blue ạ. Đứa chú nho. Đáng ịt.
Rất tàng hình. Anh men đâu hết rồi? Hả? Chị thế thôi. Hả? Chị ra bị sao? Chị ra đâu? Chị ra đâu? Chị ra. Ồ, mày ở canh đấy chứ không à. What the fuck? Ôi. Ôi. Free Fire. Vài hay là anh em sao 1.8 không? Ôi, 1.2 đen vui đen vui. Ok. Ok ra có chị mẹ xin mi nè. Đâu? Không 2 3, không 2 3, 2 3. Ơ, 2 3, ok. Rồi. Aquavina, thắng bại. Đi nhanh nha. Ủa, mắt này nữa, mắt này nữa. Ô, Aquavina, chết nhập. Nhơn. Nhơn với Chun à. Ui. Cái gì đây? Mẹ nổ như Free Fire ạ. Ôi nãy cái thằng kia. Nãy cái thằng tím nó qua, cái thằng kia nó đang cái thằng hát đang bắt lóc, cái tự nhiên cái thằng đằng sau nó ném fireball cái thằng kia té. Cái tự nhiên nó bật hát lên nó bay như Free Fire luôn á. Bay như Free Fire. Rất bay như Free Fire. Đây chú cột cúp. Ờ lẹ có tim tim. Ôi. Anh em nhìn thằng nhìn nhà của thằng à. Thằng tím kìa. tham nước gì đâu. Mẹ tiếng nổ nó bùm cái như kiểu ném lựu đạn này. Trong Free Fire. Má Free Fire. Let's go! Let's go! Oh! Vãi trưởng, tím nó còn chưa bay nữa. Ôi ôi, nó còn một quả nữa, nó còn một quả nữa, từ từ. Gà. Thằng này đi ảo cực. Ôi, bay cứ. Cố lên chung ơi, cảm bắt té. Oh shit. Vãi. Wow. Cảm ơn anh em đã xem video nhá. Thì lời cuối mình muốn nói là đừng bao giờ chơi Hero MC nhá, hiểu không? You good. Ok bye anh em nhá. Cảm ơn anh em. Bye bye. Let's go. Anh em đứng đây. Bye bye anh em nhá. Bye bye anh em nhá. Hello như cực.